Bạn đang cảm thấy thiếu sinh khí, luôn căng thẳng, mệt mỏi, muốn tìm đồ trang sức được làm từ đá tự nhiên để cân bằng lại trạng thái cảm xúc cho tâm hồn, thì vòng tai đá thạch anh tóc trắng là sản phẩm trang sức đá rất thích hợp dành cho bạn. Vòng tai đá thạch anh tóc trắng rất quý vì nó không chỉ đẹp nhờ ánh kim mà còn mang trong mình nguồn năng lượng tích cực giúp kích thích chức năng hoạt động của neuron thần kinh não, từ đó giúp người đeo tăng tính tập trung và có thể hỗ trợ điều trị được các bệnh lý về tâm thần, mất trí nhớ kém. Khi đeo vòng tai đá thạch anh tóc trắng 12 ly làm tăng cường hệ miễn dịch, làm chậm quá trình lão hóa cho cơ thể. Việc đeo vòng tai đá thạch anh tóc trắng cũng sẽ giúp tập trung, giảm trạng thái căng thẳng, mệt mỏi, đem lại sự tự tin và cuốn hút cho chủ nhân. Ngoài ra, vì đá thạch anh tóc trắng sở hữu nguồn năng lượng mạnh mẽ, nên giúp chủ nhân cực vượng về tài lộc, gặp nhiều may mắn, giúp cho con đường công danh được mở rộng. Đối với những bạn có thói quen ngồi thiền, thì đeo vòng tai đá thạch anh tóc trắng giúp đi vào trạng thái thiền định nhanh hơn. Kích thước 12 ly, cân nặng 25 g, màu sắc ánh kim, đá thiên nhiên 100%. Giá bán vòng tai đá thạch anh tóc trắng 12 ly. Đã là con người thì ai trong chúng ta cũng muốn mình trở nên xinh đẹp, tự tin và cuốn hút. Vậy bạn còn đợi gì nữa mà không mua ngay cho mình một chiếc vòng đeo tai đá thạch anh tóc trắng 12 ly chỉ với giá 1.600.000 đồng. Giảm giá và quà tặng, giảm 10% nếu bạn là khách quen. Nếu bạn mua vòng tai đá thạch anh tóc trắng 12 ly, sẽ được tặng kèm 2 lần dây sâu, 1 cây kim sâu hạt, 1 cục chàng giấy, đá thạch anh trắng thô. Hãy đến để trải nghiệm nguồn năng lượng từ đất mẹ mang lại và nhận quà lưu niệm của nhà sàn nhé.